Theo anh chị thì lo Việt Nam có chất lượng, cao cấp và có bền hay không? Đó là ba yếu tố mà thực biệt là người Việt Nam mình rất là đa nghi khi sử dụng đồ công nghệ trong nước. Thì ở đây em sẽ đem đến cho anh chị một thiết bị mà em cam đoan với anh chị đảm bảo rằng là đây là cái thiết bị lo mà người Việt Nam chúng ta làm khá là chỉnh chu và cũng như là khá là đẳng cấp ha anh chị. Trên thân lo thì Agnos Syncam Media chúng ta đã có trang bị chúng ta những cái bo mạch cực kỳ chi tiết từ mic cho đến nhạc. Nhạc thì chỉ có thể chỉnh được bass chùm chép và mic thì chỉ có thể chỉnh được độ vang của micro. Đây là dòng lo CS550 tích hợp được 4 con bass ở phía trong. Đây, 4 con bass nha anh chị. 4 con bass phía trong thì một bé tầm khoảng 10 cho đến bass là bass 10 và là bass 15 ha anh chị. Đánh cực kỳ lớn luôn. Và sau lưng vẫn sẽ có hỗ trợ cho anh chị đầy đủ những tất cả những cổng kết nối như là USB, đó, AUX, vân vân và vân vân. Đấy. Đi kèm theo đó là chiếc lo Việt Nam này vẫn tích hợp cho mình là hai chiếc micro tần số UHF. Tần số này là giúp anh chị bắt sóng ổn định hơn. Đây là một điểm cộng dành cho con lo này nha anh chị. Vì biết chạy theo xu hướng bây giờ là đã thay hết cả micro thành tần số UHF. Lên 6-1. Tiếng micro của CS550 cực kỳ sáng, nghe cái vang của nó sẽ khá là dịu, không có bị gắt quá so với là những chiếc lo mà hãng Việt Nam trước đó là. Lên 6-1. Nghe cái là ấm anh chị. Lên tên này anh không thèm kéo mừng vì đã có mọi em không hoàng từ sen hồng đã. Để hát như thế thôi anh chị, quan trọng là cái chất lượng lo nó nằm ở đây nè anh chị. Đây mà anh chị nghe thử nha. Cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em tươi như chưa cả vườn xuân. Vì độ bền nếu không có thì nhà sản xuất làm sao dám bảo hành cho chị 12 tháng và 1-7 ngày khi có lỗi kỹ thuật được, đúng không anh chị? Là anh chị nào đang kiếm cho mình một chiếc lo sách tay kèm hai micro chơi được thời gian pin lâu nè, hát hay nè, nó và dùng bền thì chúng ta hãy tham khảo cho em con CS550 này nha anh chị. Lễ 29 sắp tới rồi, rước bé nó về nhanh lên để còn chơi lễ và chơi dịp Trung thu, Noel và tết tây tết ta sắp tới nữa nha anh chị.